Theo phân bổ của ngành y tế Đà Nẵng, hiện nay quận Sơn Trà cũng đang tập trung đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho người dân trên địa bàn. Đảm bảo an toàn và giãn cách là yêu cầu được quận quán triệt và thực hiện nghiêm tại các điểm tiêm chủng. Thực hiện kế hoạch chung của thành phố, từ ngày 15 tháng 9, quận Sơn Trà cũng đã triển khai tiêm chủng với 28.700 liều vaccine được phân bổ. Các trường hợp ưu tiên tiêm chủng trước đã được quận rà soát kỹ. Làm những người kinh doanh, nhà hàng ăn uống, những người bán tạp hóa, tất cả những người trong gia đình bán tạp hóa, những người chợ tham gia chợ, những người hớt tóc, những các dịch vụ thiết yếu mà thường xuyên mà người dân cần thiết đến thì chúng tôi sẽ làm trước và sau đó sẽ từng bộ phận một chúng tôi sẽ làm. Lượng người tiêm đông nên để đảm bảo giãn cách và tiến độ, quận Sơn Trà tổ chức 3 điểm tiêm với quy trình một chiều theo đúng hướng dẫn, đảm bảo phân luồng, giãn cách, không tập trung đông người. Lũy kế đến nay, quận đã tiêm được hơn 67.000 liều và đang triển khai tiêm thêm cho hơn 18.000 người. Thì bình quân chúng tôi tổ chức tiêm là một ngày cỡ khoảng là 7.500 đến 8.000 lượt. Về các cái đối tượng thì theo loại hình vaccine, để chúng tôi có kế hoạch để phân đối tượng là 65 tuổi trở lên, rồi đối tượng từ 18 tuổi trở lên, và trong 18 tuổi trở lên thì chúng tôi phải ưu tiên trước mắt là những cái vùng mà xanh là một, cái thứ hai nữa có cái việc khẩm, có cái thứ ba nữa thì có những cái điểm mà nó có nguy cơ. Dịch bệnh COVID-19 này là rất là nguy hiểm, cho nên một khi mà được nhà nước quan tâm cho người dân chích ngừa là đây là một cái điều là rất là vinh hạnh và coi như là cảm thấy là phấn khởi. Từng là điểm nóng dịch COVID-19 tại Đà Nẵng, đến nay quận Sơn Trà đã là vùng xanh. Đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng để sớm đạt miễn dịch cộng đồng sẽ là cơ sở quan trọng để địa phương sớm quay lại trạng thái bình thường mới.